trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Viettimes, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028. Cảm ơn quý vị đã không rời máy để theo dõi chương trình luận đàm thời sự trên đài Little Sài Gòn TV cùng với nhà văn Trần Phong Vũ ngồi bìa, anh dược sĩ Phạm Khắc Khiêm ngồi kế anh Trần Phong Vũ, anh tiến sĩ Đinh Xuân Quân ngồi cạnh tôi và tôi là Lê Minh Nguyên. Đề tài anh em chúng tôi thảo luận là Trung Quốc vừa đuổi máy bay hàng không dân sự của Lào bay từ Nam Hàn qua Vạn Tượng và do đó chiếc máy bay đã phải sau một tiếng đồng hồ bay thì phải bay trở về Nam Hàn. Và Trung Quốc sắp làm cái dùng nhận dạng phòng không ở tại Biển Đông. Họ dùng hai cái căn cứ là ở Hoàng Sa phía Bắc và Trường Sa phía Nam với những cái phi đạo cho không quân của họ để có thể kiểm soát cái vùng ở giữa là Biển Đông. Thì thưa anh Vũ, rõ ràng là bên phía Trung Quốc, ông Tập Cận Bình ông đã có nói với quân đội của ông. Ông nói rằng chuẩn bị cho những cuộc chiến tranh chớp nhoáng, cục bộ, có tính cách khu vực, tức là những quốc gia nhỏ nhỏ gần đó. Và những cái cuộc chiến tranh như vậy thì có nghĩa là sẵn sàng để hải chiến ở trên cái Biển Đông. Mà hải chiến thì chúng ta biết là nó không phải như trên ở đất liền. Đất liền thì có thể protract, tức là có thể mà kéo dài. Nhưng mà hải chiến thì thường là chiến tranh rất là nhanh và cái sự quyết định thắng thua thì cũng rất là nhanh. Mà ở trong cái chế độ độc tài thì khi mà nội địa nó có những cái vấn đề, ở trong quốc nội nó có những cái vấn đề thì họ có thể họ tìm những cái chiến tranh bên ngoài để mà họ đưa những cái sự mà gọi là conflict, những cái sự khủng hoảng nội bộ đưa ra bên ngoài. Thì cái điều chúng ta có thể thấy là khi mà cần thì ông Tập Cận Bình cũng có thể sẵn sàng là ông sẽ gây chiến với Việt Nam hay là với Phi Luật Tân chẳng hạn. Thì trong trường hợp đó thì theo anh thấy là Việt Nam khi mà gây chiến như vậy, Việt Nam có sẵn sàng hay chưa? Và là một cái trận chiến như vậy, Việt Nam có nên nhân cái cơ hội đó để mà phá hủy những cái căn cứ ở tại Trường Sa? Thưa anh, thật sự ra thì vấn đề này cũng lại tùy thuộc vào nhiều điều, nhiều điều kiện cũng như là hoàn cảnh của nói chung tình hình thế giới nó như thế nào, cái tương quan giữa Hoa Kỳ và Bắc Kinh nó như thế nào, cũng như là những cái nội bộ ở trong Đảng Cộng sản những ngày sắp tới sắp xếp ra làm sao. Bởi vì như anh đã biết, trong suốt thời gian vừa qua, càng gần tới cái ngày đại hội Đảng thứ 12 vào tháng Giêng năm 2016 sắp tới đó, thì cái chuyện sâu xé và quan điểm nó càng ngày nó càng xa nhau. Và phải nói thật, cả những cái người ở trong nước là họ quan tâm tới vấn đề Việt Nam, họ đều lấy làm ưu tư vô cùng. Là bởi vì trong một cái điều kiện như vậy thì nhà nước Việt Nam bây giờ là không có một cái chính sách gì rõ rệt để mà giải quyết vấn đề này. Một bên thì là lệ thuộc quá nhiều vào với lại Trung Quốc, mà lại Trung Quốc lại là căn cớ đưa ra những cái chuyện khó khăn không phải chỉ cho Việt Nam hay các quốc gia trong vùng mà cho cả thế giới nữa. Thế thì vấn đề bây giờ là làm thế nào để mà giải quyết những tình trạng đó? Thì như anh đã nhắc lại cái lời ông Lê Mãn Lương đó, nếu muốn giải quyết cái vấn đề Trung Quốc để mà thoát chung, để mà tự do hành động đó, thì bắt buộc là phải xong cái Bộ Quốc phòng. Mà cho nên cái nhận định của ông Lương là cái nhận đã được thể nghiệm qua cái việc mà bây giờ Phùng Quang Thanh tuy chưa chết nhưng mà ít nhiều bây giờ người ta nghĩ rằng là ông ta có thể bị tước bỏ quyền lực. Nhưng mà tước bỏ đến đâu á, chúng ta chưa biết. Bởi vì các anh đừng quên những cái chuyện mà qua lại Việt Nam của ông Trương Cao Lệ, rồi có thể nay mai người ta nói rằng là chính được Tập Cận Bình sẽ đặt chân tới Hà Nội. Tất cả những cái chuyện đó cũng là cái chuyện để mà dành cho cái phe mà thân mình nó cao lên. Mà trong đó tôi nghĩ rằng họ không có quên để mà phục hồi cái vị trí của ông Phùng Quang Thanh. Thành ra cả cái trường hợp ông Phùng Quang Thanh lúc này chúng ta vẫn chưa có thể có được cái câu trả lời là ông đã bị tước bỏ hoàn toàn quyền lực chưa, hay là ông vẫn còn. Và giả dụ như ông bị tước bỏ đi đó, thì những đàn em của ông ấy, rồi biết bao nhiêu những người thân Trung Quốc
liệu rằng là qua cuộc thăm viếng sắp tới đây của Tập Cận Bình sẽ ra sao. Và từ cái trường hợp, trừ tất cả những cái chuyện đó, con bài sẽ được lật lên, lúc đó chúng ta mới có câu trả lời được thay. Dạ vâng, và cảm ơn anh Trần Phổ Vũ. Và thưa anh Đinh Xuân Quân, thì rõ ràng là như chúng ta thấy là Trung Quốc họ cứ tiến tới, họ lù lù tiến tới. Họ cái nếu mà tránh voi thì chỉ tránh Hoa Kỳ thôi, còn đối với họ cả Nhật Bản họ cũng nói rằng là đi vào cái vùng đó họ vẫn đuổi. Và khi mà họ muốn chiếm cái đường lưỡi bò, tức là 90% cái Biển Đông, họ làm cái vùng nhận dạng phòng không như vậy, thì theo cái nhìn của cá nhân tôi thì cái quốc gia mà thiệt thòi lớn nhất là có thể là Việt Nam. Một quốc gia biển mà sống lệ thuộc vào cái Biển Đông, và bây giờ cái Biển Đông nó trở thành, nó block kê, là nó ra Việt Nam trở thành một quốc gia giống như landlock. Thì theo anh đó, thì nếu là anh là cái người lãnh đạo Việt Nam, để là anh bị không có bị ràng buộc về với vấn đề Trung Quốc, thì có nên tạo cơ hội hay là nhân cơ hội mà Trung Quốc thách thức là phá hủy những cái công trình 7 cái đảo mà họ đang xây dựng, bởi vì vấn đề họ xây dựng thì có thể mất công, chứ còn những cái quả tiễn mà bắn để mà phá tan thì tương đối nó rất là nhanh. Anh nghĩ như thế nào? Tôi không có cái suy nghĩ của tôi hơi khác của anh một chút. Vâng. Rõ ràng là dù muốn dù không đó, là Việt Nam ở trong một cái thế rất là khó khăn. Yeah. Tại vì nó đã nhiều năm rồi, từ 90 tới bây giờ chứ không phải là mới đây. Đó là một. Cái thứ hai, tôi không chắc chắn tháng 9 này thì ông Tập Cận Bình sẽ gặp Mỹ, thì tôi thấy là tình hình nó sẽ xoa dịu trước khi ông ta đi qua bên Mỹ. Đó là một. Cái thứ hai đó là phần ở Việt Nam, anh nói về Việt Nam thì lẽ nhiên là Việt Nam cũng đã có nhiều cái cố gắng, không những và về trừ nghĩa là những một số nghĩa là khó khăn là như là ông bộ trưởng này kia, quốc phòng này kia, nhưng mà thật ra là Việt Nam cũng cố gắng là xây dựng cái hải đội sắp tới này là ông đô đốc Mỹ về lo về Coast Guard cũng sẽ qua Việt Nam giúp gặp Việt Nam sắp qua đây. Thì tôi nghĩ là Việt Nam đi một cái chính sách là hai bên, một bên là vấn đề chính trị là Obama đi thăm Nhật, đi thăm các đồng minh khác, đi với lại Philippines nữa. Anh nhớ là Việt Nam sẽ có mặt ở tòa án ở La Hague. Thì ở đây đó là một nước yếu, thì bây giờ đó muốn rút ra thì cũng phải dần dần chứ không có rút ra liền được. Thì tôi nghĩ là họ đã làm những cái gì, tôi không dám nói là tất cả những gì có thể làm được, và rõ ràng nhờ vậy là chúng ta có cái lý do là trong quá khứ những cái gì chúng ta làm là đúng là cái người bán nước không phải là chúng ta rồi. Đó, nó có cái hay là ở chỗ đó, nhưng mà mình cũng phải hiểu cái thế của Việt Nam bây giờ muốn rút ra khỏi Trung Quốc thì là họ phải đi cái đường vừa chính trị mà vừa quân đội, chứ không phải là không có. Thì tôi nghĩ là họ đang làm cái đó, nhưng mà cái đó thì nó sẽ đòi hỏi thời gian và nó đòi hỏi cái sự dựa lưng vào Mỹ và các nước Á Châu, mà quyền lợi của họ cũng bị nghĩa là bị Trung Quốc là hăm dọa. Thì ở đây đó thì mình chỉ, tôi thấy là những cái gì Việt Nam làm thì là cái đi đường lối mới đó là nó tương đối đúng, nhưng mà có đủ thời gian làm cái đó không? Yeah. Đó, cái vấn đề của tôi là có Việt Nam có đủ thời gian để nghĩa là mình đã mất nhiều thời gian quá rồi trong quá khứ. Thì nhưng mà cái đường đi của họ tương đối, theo tôi thấy là nếu mà anh hỏi tôi câu hỏi là nếu mà tôi toàn quyền thì đó là những cái chuyện họ sẽ họ đã làm và họ sẽ làm. Thưa anh Kim, thì có dư luận nói rằng là ở Mỹ á, thì ngay cái quốc hội á, thì họ rất là cứng rắn trong vấn đề đối với Trung Quốc ở Biển Đông, nhưng mà bên hành pháp ông Obama thì quá yếu. Ngay cái ông Bob Corker thì ông chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Thượng viện thì ông còn nói là giống như là Hoa Kỳ là không có muốn trả một cái giá, trong khi mà biểu Trung Quốc ngừng, Trung Quốc không ngừng, mà Hoa Kỳ không dám trả cái giá thì làm sao mà Trung Quốc ngừng. Thì anh nghĩ là ông Obama trong cái vấn đề Biển Đông ông cũng có thể quá yếu, và hy vọng là ông Tổng thống sau Obama có thể khá hơn không?
Chính đó là lý do mà Trung Cộng bây giờ cảm thấy rõ ràng là sắp sửa cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, tức là Hoa Kỳ sẽ gặp khó khăn về việc mà bầu cử, sau bầu cử xong rồi thì ông tổng thống mới phải ổn định, tất nhiên là Hoa Kỳ sẽ phải chậm lại một thời gian để mà cương với Trung Cộng. Nhưng mà chúng ta biết là cái đường lối của Hoa Kỳ là dùng quân sự chỉ để bảo vệ cho cái kinh tế và thương mại thôi, cho nên ông Obama làm như thế đúng là cái chính sách của cái gọi là cái quốc gia tư bản, có nghĩa là quân sự chỉ sử dụng tới và chỉ cương tới lúc nào mà mình cần thấy, còn không có thì hòa hoãn làm thế nào để có lợi nhất. Bởi vì giữa Hoa Kỳ và Mỹ đó, hai bên quấn quýt với nhau như Sam rồi, có nghĩa là nếu quần đảo của Hoa Kỳ mà bị ảnh hưởng thì chắc chắn là Trung Cộng cũng vậy, và ngược lại. Vì vậy cho nên hai bên nhiều khi phải tương nhượng với nhau tới mức độ nào đó, tới mức độ nào đó. Chỉ có tội là cái dân Việt Nam là vì cái nhà cầm quyền quá yếu trong suốt thời gian vừa qua, thế thôi. Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Phạm Khắc Khiêm. Và kính thưa quý vị, chương trình tới đây thì cũng hết thời gian. Anh em chúng tôi xin hẹn với quý vị vào chương trình của tuần tới, và xin kính chào quý vị. Chương trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Viettimes, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028.